Bò lúc lắc. Bò lúc lắc rồi với khoai tây. Ừ. Rồi với bún gạo xào Singapore. Bún gạo xào Singapore món này là mẹ. Gỏi cuốn. Mình thích nhất là gỏi cuốn. Gỏi cuốn là mommy thích nhất á. Đúng rồi, con định nói hiểu. Và hai ly nước là trà. Trà đào dầm và trà lài mật ong. Trà lài mật ong. Rồi. Bye bye. Chúc mọi người luôn sức khỏe luôn.